Các bạn, hôm nay em có trồng một số cái mai được ba mấy cây các bạn ơi. Thì em cũng được thừng được tháng mấy rồi. Cây này em cũng được mua đánh ở trong người dân về. Thì em trồng được tháng mấy mà nó đâm chồi thế này nè. Em cũng không có xài thuốc, xài phân gì hết trơn á. Các bác thấy em ương thế này, các bác hứng, các bác nào mà đã từng ương mai đó, các bác có thể cho em lời bình luận để em xài thuốc gì để cho nó ra nhiều chồi, nhiều cành cho nó đẹp. Cây này là cây đầu tiên nha các bác. Đây em trồng theo cái bờ vuông này thì dưới này nước này là nước mặn các bác ơi, nuôi tôm. Trên này em trồng một số cây em vô bầu gì nè. Thì em mới trồng được có tháng mấy thôi. Có số thì nó cũng ra cành đồ tươi tốt nha các bác. Em này cũng không có xài qua thuốc gì, không có biết được cái thuốc gì để cho cây mai mình nó phát triển mạnh. Được mua lô ở trong vườn các bác, được ba mươi mấy cây, nhỏ có, lớn có. Cây này thì bộ đế em chưa có bươi nó ra nữa, tại vì em mới bứng về thì nó chung nó cũng mắc sức quá, em không có dám bươi. Lá nè, chồi thì nó đâm ra thì quá ok. Còn một số bên này sao mà nó ra cây thì ra đâm chồi, cây thì nó nảy lọc nhiều lắm các bác. Đây, mai này là mai vàng, mai tự nhiên đó các bác ơi. Em đánh từ trong vườn về. Gốc nó cũng không có lớn, tầm khoảng hai mấy, mười mấy cũng có nữa. Em thừng ở trong một cái bờ vuông nữa các bác. Đất không có rộng, chưa có làm được cái mẫu cho nó đẹp đẹp để mà đưa nó vô. Cái này mình nó khi nó lên thì không biết làm sao nó đây. Mình cũng chưa có, hồi nào cũng chưa có, uống hay là làm cái gì được. Các bác nào biết thì gửi cho em một lời bình luận. Em cũng không có xài phân, xài thuốc gì hết, tức là không biết đó các bác. Em cắt tầm 1m6, 1m7, có cái 1m5. Cây này cũng tầm hai mấy hoành. Đó, giờ nó cũng ra, em trồng được tháng mấy. Mấy gốc này hai mấy thôi, chứ còn mấy gốc này thì 30 cũng có. Có cái gốc 60 ở đằng kia mà sao nó ra chồi chậm quá các bác. Để lát nữa em đến đó em quay khảo sát cho các bác xem. Họ nó ra lá gì rồi bùm xùm thế này nè. Em cũng không biết làm sao nữa. Vô dây nó hay là để nó gì rồi mình kéo. Đây bên này dài ra tới ngoài kia là các bác, nhiều lắm, tầm khoảng 40 cây. Đó. Không biết là em cắt gì có được hay không ha. Các bác nào biết thì có thể cho em lời bình luận để em có thể sửa mấy số mai này lại. Đó. Thì đây em có cắt gì nè, nó ra gì rồi không biết phải làm sao, có khi bị gió quá đó nó gãy luôn. Rồi em lấy băng keo em băng lại, không biết là nó có giữ được không nè. Trên này thì nó bù xù quá trơn, ra nghêu ngao. Cây này hoành khoảng 30 đến ba mấy á. Cây này nó ú xù xù không à. Để em đến bên này.
Cây này thì hơi lớn chút, cây này tầm khoảng 40. Cũng gã u sù hết trơn. Lá này sao mà nó héo lên nè. Không biết xài thuốc gì để cho nó hết héo. Có khi có cái cây mà nó đang ra mà lá tốt gì có, lâu lâu một nhánh nó bị héo, nó khô, nó chết luôn. Mà không biết là sẽ xử lý suốt thuốc gì. Các bác nào biết có thể chỉ em. Đây như cái lá này nó bị khô nè. Thấy chưa? Nó quéo luôn. Mai này cái giống mai cho nó uống nù không à. Đây em qua bên này em khảo sát cái cây hoành đế này, nó đế 60. Tại vì hồi đó em đo cái củ này nè, nó 60 nè. Thì nó em cắt cái bên này nó có ba cái chi dưới này nè, em cắt ngang để em xây vòng qua đây cho cô chú anh chị xem nè. Bên này cũng có ba cái mà giờ nó lên bù xù hết trơn rồi, chắc thấy không rõ. Cái hoành đế cây này là 60 đó. Đây, sao nó lên trên này thì nó ra được 2, 3 chi. Còn phía trên này thì nó bị thiếu cành. Lên trên chút thì nó ra được, mà trên ngọn thì nó lại không ra được. Cái này không biết sử dụng thuốc kích thích gì cho nó ra. Các bác nào biết cứ bình luận bên dưới chỉ giúp em nha. Cây này cao khoảng 1,5 m. Được 4 mấy cây các bác ơi. Đây em trồng từ cái mí hồi nãy em quay đó, hoài dài qua tới ngoài kia nè. Giờ tới ngoài cái cây xanh cao cao đó. Giờ em đi khảo sát một vòng cho các bác chiêm ngưỡng chơi. Cây này thì em cắt cho lỗi luôn rồi. Cây này thì bị lũa cái này bị lũa chút xíu thôi chứ giờ nó cũng chưa có lên nữa. Rồi nó đâm rồi nè. Đâm được một mắt rồi nè. Rồi ok, vậy là nó sống rồi. Không sợ chết. Cây này thì lâu rồi, được tháng mấy rồi. Cũng xum xê luôn. Đó, em sẽ đi một lượt để cho các bác xem một vàng mai em mới được thu trong nhà dân về. Ra chồi lá là ok. Cây này thì bư đế nên chắc có lẽ nó sẽ đẹp đấy các bác. Thì ở đây là em được thừng ở trong cái bờ vuông nè. Đó. Để em đi ra ngoài này một chút. Cây này hoành 4 mấy nè các bác. Cây này có cái là cái chi tàn nó hơi đều. Cao cũng 1,5 m các bác ơi. Em cũng không có xài thuốc gì chứ. Bứng về trong vườn rồi em bầu em trồng đại. Nó lên sao lên. Mà giờ lên rồi em cũng không biết là sử dụng cái thuốc gì cho cái lá này nó sẽ già đi. Mà nó tốt đi đây nè. Nào giờ không có xài thuốc gì cũng không có biết. Cây thì sức sống nó mạnh lắm, nó đâm chồi nè. Các bác nào biết thì cứ chỉ giùm em nha. Em có được 40 mấy cây vậy đó. Hoành 3 mấy 40 không. Thì em bứng em cắt, em cũng chưa biết chơi gành lắm. Em mới cắt rồi em trồng thôi.
À, các bác coi cây này nè, nó lên như là xả, mạnh lắm, mai vườn mà. Mai vườn mà em bứng về rồi nó mạnh lắm, cây nó trồng theo cái bờ vuông nước mặn này, không biết có sao không nữa. Đây bữa nay nó đâm chồi quá, cây này em cắt có 1 mét à, sẵn tiện thì em đi hết luôn ra, em nói là 4 mấy cây đó. Nó đâm chồi nhiều lắm các bác ơi, thấy mê lắm. Đây nó có ra từ ngọn tới lá, nhưng mà em đã nói với các bác là sao mà nó ra rồi cái lá của nó bị héo héo vậy nè, không biết mình sử dụng thuốc gì cho nó hết, vì nó bị chết cái nhánh nữa. Nên em sợ, nên em có thể làm cái video này để em hỏi các bác có thuốc gì để xịt vào để cho nó nuôi dưỡng tốt không. Các bác nào biết thì cứ cho em xin với lời bình luận nha. Em bứng về nguyên một lô, nó y gan cây nó ra một lượt các bác. Đây nữa nè, 3 mấy hoành không, đâm chồi như xả, quá trời thích luôn các bác ơi. Ngày nào em cũng ra đây em nhìn ngắm nó, hổm gầy trời nó mưa rồi em không có tưới nước nữa, 2-3 bữa mới tưới 1 lần. Quá tuyệt vời. Rau này thì cây nó hơi chung chung, tầm hơi chung chung, nhỏ nhỏ một chút. Em tính mua thêm một lô nữa đem trồng thẳng ra tới ngoài kia luôn. Rồi em sẽ kiếm đất lắp cái này làm công các bác ơi. Mai này thật sự là mai vườn nha bác. Cây này thì ra hơi chậm một chút, trời thì đâm rồi, hơi chậm một chút, trên này nó cũng ra nè các bác, ngọn nào cũng ra. Em đi ra tới ngoài đầu ngoài kia rồi em quay trở vô phía trong luôn, toàn cảnh cái mẫu vuông của em. Mai này ở vùng quê em nha các bác. Cây mai này trồng chủ nhà người ta nói là ta muốn 10 mấy năm rồi, nhưng trồng mai đám mà 10 mấy năm mà không chăm sóc gì chứ. Cái đại đó rồi về rồi em bứng lên, có số cây thì nó mầm bệnh nó thắng người ba cái ấy rồi, nó bu quá trời. Đây gốc nó bươi dưới thì chắc đẹp lắm, em muốn bươi. Rồi sẵn tiện em đi xa qua này một chút để cho em quay thẳng vô trong. Một hàng cây mà em trồng. Đó, em trồng từ cái mí này nè. Từ cái mí này mà dài ra tới mấy bên kia, trắng trắng mấy bên kia đó các bác. Đấy chưa? Hồi nãy em cũng đã khảo sát cho các bác xem rồi. Thì cây của em là em mới trồng được 1 tháng mấy. Trồng được 1 tháng mấy các bác. Cái này không biết là sử dụng cái loại thuốc gì để cho kích làm sao mà cho nó ra được cây khỏe tốt mà lá nó không bị sâu bệnh. Em mà nào giờ cũng không có trồng nữa, nên các bác nào biết đó thì các bác có thể hướng dẫn em.
cho em xin một lời bình luận ở phía dưới để em chăm sóc mai tốt hơn. Thì em cảm ơn các anh chị, các bác rất nhiều. Tại vì mình đam mê chơi cây mà. Nhưng chưa em hiểu gì thì cũng nhờ anh em nào mà biết đó, có thể giúp mình thì mình rất cảm ơn. Cuối video xin chào các anh em các bác nha.